Nga và sai lầm không thể cứu vãn ở Kherson. Xin kính chào quý vị. Trong khi di tản tất cả các cơ quan hành chính ở thành phố Kherson do mình lập ra và một số lượng lớn dân chúng qua bên kia sông Dnipro, thật khó tưởng tượng là người Nga lại tiếp tục dồn binh lính sang bảo vệ khu vực này mà không có động thái triệt thoái rõ ràng. Có nhiều người hẳn sẽ cho rằng Nga đang giăng bẫy người Ukraine. Đúng là có thể, nhưng cái bẫy này nếu thế thì được giăng ra rất vụng về. Chưa kể mới đây, lãnh đạo đơn vị tình báo quân đội Ukraine, ông Bunanov có cảnh báo quân đội của họ về điều này. Mà từ đầu cuộc chiến, gần như Nga có động thái nào bên phía Ukraine đều nắm rất rõ và công bố với thế giới khiến nhiều kế hoạch của họ bị phá sản. Rất khó để người Nga có thể thò ra chiêu nào đó để đánh lừa được người Ukraine. Có chăng thì chỉ là ào ạt pháo kích hoặc hùng hổ tiến lên, mà trong cả hai chiến thuật mang tính đặc trưng này thì người Nga đều không đạt được hiệu quả mấy khi, mà nhiều lúc lại còn mang đến tổn thất cực lớn. Chính vì vậy, việc tiếp tục cố thủ Kherson khó có thể mang đến kết quả gì khả quan hơn là một thất bại quân sự muối mặt cho Moscow. Nó thậm chí còn là sai lầm nghiêm trọng với giới chức và quân đội Nga. Vì sao lại như vậy? Do dự không quyết đoán. Trong khi nhiều đơn vị binh lính Nga đã khấp khởi mừng thầm vì có tin sắp được rút khỏi trào lửa Kherson, việc Moscow đảo chiều quyết định rút quân có thể khiến lòng quân rối loạn, nhất là khi có tin các đơn vị tinh nhuệ đã rút khỏi khu vực này và họ đang dồn những người còn thiếu kinh nghiệm ra cố thủ ở các phòng tuyến. Hiện không rõ phía Nga điều động những đơn vị tinh nhuệ rút khỏi thành phố Kherson đến khu vực trọng yếu nào, có thể là tiếp sức cho mặt trận khu vực thành phố Donetsk, cũng có thể là dồn quân lên đánh chiếm Bakhmut, hầu giành được một thắng lợi để lấy lại uy thế và danh dự cho các lãnh đạo và tướng lĩnh trước khi mùa đông đến. Nhưng việc điều chuyển quân lực khiến cho một chiến trường trọng yếu như Kherson bị xáo trộn là một quyết định rất khó hiểu. Thực ra, ngay cả các thông tin qua lại về việc rút quân hay cố thủ Kherson cũng cho thấy nội bộ Nga có vấn đề. Và các lãnh đạo Nga, điển hình ở đây là ông Putin, đã có thể hối hận về quyết định rút quân mà ra lệnh tái bổ sung quân lực để tổ chức phòng thủ bằng được khu vực này. Như chúng tôi đã trình bày ở một video trước, việc rút quân khỏi Kherson đang bị cô lập bao vây sẽ là một tổn hại về mặt hình ảnh, nhưng lại là một quyết định có lợi về mặt quân sự với Nga. Trong khi hiện tại, người Nga không có ưu thế để khuếch trương thế lực về phía Tây. Kherson đã đánh mất đi vai trò bàn đạp, một cơ sở quan trọng phía tây sông Dnipro để người Nga tổ chức tiến công. Nó hiện tại không khác gì cái túi Dunkirk của quân đồng minh trong Thế chiến 2, mà càng diên trì sẽ càng tổn thất lớn. Một trong những lý do người Ukraine tạm ngưng đả phản công của mình trên khắp các chiến trường mà không chỉ riêng Kherson là vì những cơn mưa mùa thu đang khiến những con đường trở nên lầy lội và họ đang phải chờ đến mùa đông để mặt đất trở nên khô ráo hơn. Hơn nữa, họ cũng có thể đang dồn lực lượng đợi đến khi người Nga ở vào giai đoạn dễ tổn thương nhất, khi binh sĩ Nga không có đủ quân tư trang để chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt. Cùng với việc Kyiv đang được tiếp nhận hàng triệu bộ trang phục mùa đông từ các đối tác nước ngoài, có lẽ người Ukraine đang chuẩn bị chú đáo cho một cuộc phản công rất có thể sẽ diễn ra trong khoảng 1 đến 2 tháng tới. Nếu vậy thì người Nga ở Kherson chắc chắn sẽ lâm vào khốn quẫn. Thực ra, Kherson trong suốt mấy tháng qua vẫn luôn được người Ukraine sử dụng trong kế dương đông kích tây của mình. Người Nga thì cứ dồn quân về khu vực khó khăn này khi không có được một ưu thế rõ ràng nào cả. Hơn nữa, tiến lui đều rất khó khăn trong điều kiện hậu cần tiếp tế liên tục bị tập kích bằng HIMARS phía sau và bị người Ukraine đánh dồn ba mặt ở phía trước. Trong khi ấy thì quân Ukraine tiến binh giải phóng nhiều khu vực trọng yếu khác. Nguy cơ tổn thất nặng nề. Việc Nga mất Kherson như một thất bại chiến lược lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến mà từ hình thế hiện tại mà xét là điều gần như không thể tránh khỏi. Điều đáng nói là họ có thể tối thiểu hóa tổn thất ở đây được không? Trong khi mọi kế hoạch rút chạy đều có thể phải bỏ lại một số lượng nhất định quân tư trang và một số quân lính đi sau cùng có thể bị bắt hoặc tử trận. Rõ ràng là có một số nào đó trong những lãnh đạo quân đội và chính giới Nga ủng hộ cho kế hoạch rút quân này và vì thế nó đã diễn ra một cách vội vã. Nhưng đã có những tiếng nói quyết định cho thấy đó sẽ không phải là một cuộc tái sắp xếp lực lượng hoàn toàn, mà nó chỉ diễn ra ở mức độ nửa vời mà thôi. Trong lúc mưa mùa thu đang cản bước người Ukraine tiến lên ở khắp các mặt trận và đặc biệt là ở Kherson này, người Nga đã từ chối ngay cả cơ hội mong manh cuối cùng ông trời trao cho họ để họ có thể bảo toàn được lực lượng. Mặc dù đã di chuyển nhiều trang thiết bị quan trọng và lực lượng tinh nhuệ ra khỏi Kherson, số lượng vũ khí còn lại của Nga ở khu vực này chắc chắn là còn rất nhiều. Câu hỏi vui được đặt ra là liệu người Ukraine sẽ thu giữ được bao nhiêu trong số chúng? Trong khi ở Kharkiv, quân đội Ukraine đã bội thu vũ khí và biến chính đối thủ của mình thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất với hàng trăm kho đạn dược lớn nhỏ, 500 xe thiết giáp và xe tăng, và có cả một chiếc T-90M mới cong nằm nguyên trong lớp vải phủ xịn sò, cùng với 10 xe tăng T-80BVM cũng rất hiện đại. Kherson dường như có thể còn là nơi tập trung nhiều vũ khí Nga hơn cả Kharkiv, vì nó là chiến trường trọng điểm suốt mấy tháng qua. Lý do duy nhất có thể khiến người Ukraine thất thu vũ khí ở khu vực này có lẽ là vì chính họ đã phá hủy quá nhiều vì những kế hoạch tác chiến khôn ngoan.
Nếu Nga thất thủ ở Kherson, con đường rút lui của họ thậm chí khó khăn hơn là việc rút chạy khỏi con đường độc đạo ở Liman. Pháo binh Ukraine từ mấy tháng qua đã bao phủ tất cả các cây cầu dẫn sang bờ đông sông Dnipro. Trong tình cảnh rút lui hỗn loạn khi bị truy kích, sẽ có bao nhiêu trong số 20.000 quân Nga ở Kherson sẽ kịp chạy qua cầu, đi qua phà hoặc bơi qua sông nếu họ bơi giỏi? Và liệu Kherson lúc đó có thể trở thành một tử huyệt của quân Nga trên toàn bộ chiến trường Ukraine như một video chúng tôi đã làm cách đây hơn một tháng? Lý do Nga chần chừ. Có nhiều người có thể cho rằng người Nga cố níu kéo Kherson vì đây là khu vực duy nhất họ chiếm được bên phía bờ tây sông Dnipro, và nếu mất nó, họ sẽ không có bàn đạp để tiến sang các khu vực phía tây như thành phố cảng Odessa quan trọng, hay thậm chí là khu vực ly khai thân Nga Chernivtsia của Moldova. Thực ra Odessa hay Moldova với người Nga bây giờ chỉ là một giấc mộng viển vông. Quý vị hẳn đều thấy là từ khi chuyển mục tiêu và dồn lực lượng sang phía đông thay vì mong muốn đánh chiếm toàn bộ Ukraine chóng vánh, chỉ riêng khu vực xung quanh Severodonetsk vài tháng trước và Bakhmut hiện tại là còn ghi nhận đà tiến công của quân Nga. Còn lại tất cả các khu vực khác, người Nga đều đang phải phòng thủ hoặc thậm chí là bị phản kích đánh bật hoặc bỏ chạy thảm hại như các ví dụ điển hình ở Liman và Kharkiv. Bakhmut hiện đang là khu vực duy nhất ghi nhận sự tiến công của người Nga, nhưng đáng cười là nó khá chậm chạp và phải dựa chủ yếu vào lực lượng lính đánh thuê Wagner, những người có lẽ được trả lương rất hậu hĩ để tham chiến, đã xác định chọn nghề bán mạng để kiếm tiền, vậy nên họ cũng lì lợm hơn quân lính, quân đội chuyên nghiệp của Nga. Mới đây còn có tin là tập đoàn đánh thuê này đã liên lạc với các cựu sĩ quan và binh lính quân đội Afghanistan vốn được phương Tây đào tạo sang tham chiến ở Ukraine. Họ trông chờ vào những người được đào tạo bài bản nhưng thậm chí chẳng có tinh thần chiến đấu cho quê hương mình sang tham chiến trong một cuộc chiến phi lý khác. Hơn nữa, vừa qua ở quanh khu vực Bakhmut, quân Nga đã bị đẩy lùi lại một khoảng 2 km, một khoảng cách mà mất 2 tháng họ mới giành được. Thông tin không chính thức cho thấy trong hơn một tháng qua, người Nga đã gánh chịu tổn thất nhân mạng cực lớn ở khu vực này với hơn 8.000 binh sĩ tử trận. Điều này rõ ràng là rất điên rồ. Với những khu vực như nằm trong tầm tay mà người Nga đã phải vất vả như vậy, làm sao họ còn mơ tưởng được đến Odessa hay Chernivtsia? Mục tiêu thực tế nhất của người Nga hiện tại có lẽ là tổ chức phòng thủ được những khu vực đang chiếm đóng và đợi phía Ukraine cùng phương Tây mỏi mệt mà thôi. Nếu vậy thì giữ lại Kherson với họ không có lợi ích gì trong trường hợp này, vì nó sẽ khiến lực lượng của họ bị dàn mỏng và dễ bị xuyên thủng ở nhiều khu vực còn lại. Có người đề cập đến vị trí huyết mạch của Kherson với Crimea và tầm quan trọng của kênh dẫn nước, nhưng họ có thể nhầm lẫn ở đây. Cả hai thứ này, cửa ngõ vào Crimea hay kênh dẫn nước, đều nằm ở phía bờ đông sông Dnipro, thứ mà nếu người Nga lựa chọn rút lui khỏi phía bờ Tây để bảo toàn lực lượng và dốc sức bảo vệ thì có lẽ người Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái chiếm. Để giành lại được khu vực này, người Ukraine có lẽ chỉ có thể tiến quân qua ngã phía Bắc, qua thành phố Melitopol và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà thôi. Mà khi ấy, nếu phía Nga tổ chức lại tuyến phòng thủ và bổ sung binh lực hùng hậu từ Kherson hiện tại, sẽ tạo ra trở ngại cực lớn cho quân đội Kyiv. Tất cả những thứ mà người ta nhấn mạnh về tầm quan trọng của thành phố Kherson với quân Nga hiện tại dường như lại chẳng có gì quan trọng hết thảy, mà thậm chí nó giống như một cái bẫy người Nga giăng ra để bẫy chính mình. Các tay chơi cờ non tay thường hay mắc phải một sai lầm sơ đẳng. Họ ăn bất cứ quân cờ nào họ thấy có thể ăn được, vì đơn giản họ nghĩ đó là lợi thế, mà không biết rằng với những tay lão luyện, bắt tướng đối phương nhanh nhất mới là mục tiêu tối thượng, và vì vậy mà họ tiến thoái linh hoạt hơn là bám chết cứng vào một hai quân cờ. Đương nhiên, các quân cờ không phải là sinh mạng của binh sĩ. Ở trên chiến trường thực tế thì ngược lại, có lẽ bảo toàn lực lượng hoặc tạo ra được ưu thế tương đối với lực lượng của đối phương để tiến đến chiến thắng có lẽ là mục tiêu quan trọng hơn việc chiếm giữ tạm thời một vài khu vực cục bộ. Nếu thực sự Kherson thất thủ và mang đến tổn thất lực lượng to lớn, người Nga sẽ cho cả thế giới thấy họ là những tay cờ non tay nhường nào trên bàn cờ chiến sự Ukraine. Phần ngoài lề. Câu chuyện nhầm lẫn về tầm quan trọng chiến lược của một khu vực nào đó không phải đến giờ mới xuất hiện ở trên chiến trường Ukraine. Quý vị hẳn còn nhớ đảo Rắn. Trong khi rất nhiều ý kiến cho rằng hòn đảo trơ trọi rộng 17 hectare này có một vị trí chiến lược và bất cứ bên nào chiếm giữ được vị trí này, họ sẽ khuếch trương được ưu thế trên chiến trường và kiểm soát được khu vực Tây Bắc Biển Đen. Rõ ràng nó chỉ có ý nghĩa một tiền đồn đánh dấu sự có mặt của một quốc gia và qua đó khẳng định chủ quyền của họ thay vì là một cứ điểm quân sự chiến lược. Điều kỳ lạ là ngay cả quân đội Nga chuyên nghiệp với những bộ óc quân sự hàng đầu thế giới cũng ngây thơ như một đám con nít khi thiết lập một vị trí đồn trú trên hòn đảo nhỏ bé trơ trọi này, trong khi nó nằm ngay trong tầm pháo kích của người Ukraine từ giải đất liền ven biển phía tây tỉnh Odessa. Với một hòn đảo rộng có hơn chục hectare nằm trơ trọi giữa biển khơi và trong tầm pháo kích của đối phương, điều gì sẽ giữ cho các binh lính và thiết bị đồn trú trên nó được an toàn?
Người Nga còn ngây thơ đưa lên đó một tổ hợp phòng không tầm gần Panzer hiện đại. Liệu rằng nó cần phải có bao nhiêu tên lửa phòng không đắt tiền để chống lại cơn mưa đạn pháo từ các khẩu pháo Caesar được Pháp viện trợ cho Ukraine dội xuống hàng ngày? Quý vị hẳn cũng rõ ràng là đảo Gián hiện giờ chỉ là một hòn đảo phi quân sự. Quân Nga chẳng thèm đến mà quân Ukraine chẳng muốn lên. Người Ukraine sau khi đuổi người Nga chạy trối chết bằng những đợt pháo kích dữ dội đã vội vã bơi thuyền sang cắm một lá cờ rồi chụp ảnh selfie như để chế giễu người Nga rồi chuồn thẳng. Trước khi các máy bay Su-30 của Nga dội bom xuống một cách đầy hằn học mà không thu được một kết quả khả quan nào ngoài một vài mảng cờ có thể đã trúng bom mà bị xé nát. Nhưng quân Nga cũng chẳng dám lên mà chụp lại để chế giễu người Ukraine nữa. Vậy nên người xưa mới có câu, bàn việc binh trên giấy là như thế đó. Bình luận vui về đảo Gián đã kết thúc video hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và bình an. Quân sự mở xin chào và hẹn gặp lại.